Chào mừng quý khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên chào, Thắng. Chào Nhất Anh. Theo như quý vị và các bạn cũng được biết thì trong cái dịp vừa qua thì Tổng thống Mỹ là ông Barack Obama đã có dịp để đến Cuba trong vào ngày 21 và 22 tháng 3 vừa qua. Thì sẵn nhắc dịp tới Cuba, nói tới Cuba thì có lẽ là một số rất là nhiều người Mỹ mà có thể là những người ở nước khác nữa, người ta rất ít biết về Cuba. Thì như anh có được anh Thắng nói trước là như anh Thắng đã từng có dịp tới Cuba rồi. Như vậy thì anh Thắng có thể chia sẻ với Nhất Anh cũng như khán giả về Cuba trong ngày hôm nay được không anh Thắng? Được Nhất Anh. Dạ. Vậy Nhất Anh có câu hỏi gì? Câu hỏi đầu tiên, thắc mắc đầu tiên nói là nhanh biết là Cuba là nằm ở Nam Mỹ, nhưng mà thực sự cái địa lý của nó như thế nào và cái thủ đô của nó là ở đâu thực sự Thắng? Thì Cuba nó không có nằm ở Nam Mỹ. Yeah. Mà Cuba nó thuộc về cái vùng biển Caribbean của giữa Hoa Kỳ và khu vực Trung Mỹ thì đúng hơn. Yeah. Tại vì nó nằm đối diện qua bên đó là Mexico. Yeah. Thế tuy nhiên thì Cuba là một cái khu vực đảo quốc, đây là một cái khu vực khá lớn, hơn 100.000 km², nó là một cái đảo như vậy là khá lớn rồi. Yeah. Cái dân số của Cuba là khoảng gần 12 triệu thì cũng là cho chúng ta một cái hình ảnh đó là một đất nước khá lớn trong cái vùng vịnh biển Caribbean. Yeah. Nhưng mà thủ đô của Cuba là Havana là thủ đô của Cuba và đây cũng là một trong những địa điểm mà phần lớn mọi người đều biết đến Havana là lý do tại vì cái chế độ của Cuba vào cái thời 50 năm trước cho đến bây giờ nó vẫn là một cái chế độ cộng sản và bây giờ Cuba có lẽ là một cái xứ sở cộng sản đang gọi là cố gắng làm sao để cứu vãn lại cái nền kinh tế của mình và có lẽ Cuba cũng sẽ thay đổi rất là nhanh trong vòng một vài năm tới nữa. Dạ, thì nhắc tới Cuba thì có lẽ là Nhất Anh cũng như một số khán giả đều biết là nó là cái nổi tiếng nhất của Cuba đó chính là cái điếu xì gà. Người ta nói xì gà là nổi tiếng nhất ở Cuba đúng không anh Thắng? Nói đến Cuba thì xì gà là một trong những cái gọi là cái nền kinh tế mà có lẽ là người Cuba nói riêng ấy, họ cũng là hãnh diện tại vì cái món xì gà, điếu thuốc xì gà của Cuba rất là nổi tiếng trên thế giới. Mà tôi có dịp đi nhiều qua những nơi mà có nhiều du khách người ngoại quốc đó, họ rất là hãnh diện khi họ hút điếu thuốc xì gà Cuba và họ thường hay khoe mình như vậy. Dĩ nhiên thì cái điếu xì gà Cuba tương đối là khá đắt chứ không có rẻ. Thế tuy nhiên thì chúng tôi có dịp đến Cuba và chúng tôi có dịp đi thăm cái nơi mà nó trồng và nó làm về những điếu xì gà đó. Mà thành phố nào là thành phố mà chuyên trồng về xì gà ha? Cái dạng thuốc lá như thế nào? Đó là một cái thành phố, nó là một cái valley, một cái thung lũng. Yeah. Nó cách Havana khoảng 120 km. Yeah. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi xe đó thì chúng ta đi cũng khá lâu. Tại vì Cuba dù nói như thế nào thì cái hạ tầng cơ sở của họ cũng vẫn còn yếu. Thành thử đi xe mà có 120 km thôi nhưng mà chúng ta đi mất có khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Yeah. Từ đó đi tới cái thành phố nó gọi là Vinales Valley. Đó là Vinales Valley là một cái khu vực ở đó người ta trồng và làm sản xuất ra cái điếu xì gà Cuba. Và nếu mà quý vị có dịp đến khu vực này thì thế nào những người hướng dẫn hoặc là những người dân địa phương họ cũng đều nói quý vị nên đến thăm một cái khu vực để làm về những cái điếu thuốc đó. Dạ. Nhưng mà vậy thì nếu vậy anh Thắng có thể kể quá trình như thế nào cho Nhân Anh cũng như khán giả được nghe được không? Nói đến cái điếu xì gà Cuba thì tôi có dịp đến thì chúng ta sẽ được người hướng dẫn địa phương tường thuật cũng như là nói cho chúng ta nghe về cái cách làm một cái điếu xì gà Cuba hoặc là chúng ta được xem cái cách trồng trọt của nhóm như thế nào. Yeah. Phải nói là cái điếu xì gà Cuba đó từ lúc nó trồng cái hạt giống tabaco xuống cái đất và cho đến cái lúc mà chúng ta ngậm trên môi để mà hút á thì nó mất cả năm trời nó hoàn thành được một điếu thuốc như vậy. Wow. Thành thử nếu mà quý vị có mua điếu thuốc xì gà Cuba đó, quý vị thấy được là cái giá trị của nó là nó đã khá đắt chứ nó không rẻ. Tức là cái vùng đất Vinales Valley đó, cái vùng đó thì đối với người Cuba đó là cái vùng đất rất là tốt để trồng những cái hạt giống tabaco. Yeah. Khi mà họ trồng đó thì họ phải phân bón cái vùng đất đó và họ chọn những cái vùng đất đó là phải cạnh cái ven sông đó để cho nó bồi đắp cái đất thì chắc chắn là nó phải có một cái lý do gì, nó phải ven sông, nó phải có độ ẩm, nó có độ nước làm sao đó thì họ chọn cái đó. Mà khi họ chọn xong thì họ sẽ bắt đầu rải những hạt tabaco xuống dưới cái vùng đất đó. Và khi họ rải xuống như vậy thì họ phải đợi phải ít nhất là 3 tháng nữa. 3 tháng sau thì bắt đầu nó mới lên một cái
cây, cây lá gọi là tobacco. Cái cây lá đó thì sau 3 tháng thì nó sẽ cao khoảng 30 mét thôi. Nhưng mà một cái kỳ công khác của họ đó là họ phải lấy những cái cây lá đó. Sau 3 tháng hơn đó, thì họ cầm cái đó, họ đi đến một cái vùng đất khác. Họ lại trồng xuống một lần nữa. Thành thử nó trồng lúc 2 lần và 2 nơi khác nhau. Và khi họ trồng xuống như vậy thì họ phải đợi thêm khoảng 4 tháng nữa thì cái cây tobacco nó sẽ cao lên khoảng 1.3 mét. Thì lúc đó là tới cái mùa gặt. Tức là từ lúc trồng cái hạt giống cho đến cái lúc đó thôi đó là mất khoảng 7 tháng rồi. Wow, là cũng đó, gần hết 1 năm rồi. Thành ra gần hết 1 năm nữa không? Nhưng mà khi mà chúng ta thấy họ gặt đó, thường thường thì cái tháng để trồng những cái hạt tobacco đó vào tháng 11. Thành ra sau 7 tháng thì sang cái mùa hè. Mùa hè đó là cái thời gian tốt nhất tại vì cái nắng ở bên Cuba cũng như cái vùng Trung Mỹ đó rất là nóng và rất là nắng. Thành ra họ đã dùng cái nắng thiên nhiên đó, họ gặt hái những cái lá tobacco. Họ lấy những lá đó lên và họ đem đi nhờ cái ánh nắng mặt trời, họ sấy những cái lá đó. Họ sấy vào trong vòng phải một tháng, hơn một tháng thì mới khô đủ để mà họ làm ra cái lá thuốc. Đó. Thành thử khi mà người ta đã làm được cái lá thuốc đó thì bắt đầu dùng cái lá thuốc để bắt đầu vào cái gọi là cái production để làm các điếu Cuba cigar. Có nghĩa là thường thường thì cái họ không cho mình xem cái cách, họ nói là từ lúc trồng cho đến cái lúc mà họ gặt hái là phải làm như thế nào thì họ không nói. Dĩ nhiên có lẽ cái đó có lẽ là cái nghề nghiệp, cái bí mật của họ không cho biết, nhưng mà họ gặt xong và họ phơi khô xong thì họ đem cái lá xuống, họ quấn và họ trình diễn cho mình xem một cái điếu xì gà Cuba như thế nào. Nhưng mà thường cái điếu xì gà là thường nó sẽ bự hơn cái điếu thuốc lá thông thường của mình đúng không anh Thắng? Tức là họ thường thường cái người ở bên đó thì cái người hướng dẫn cho biết đó là khi họ làm cái điếu xì gà tức là nó có một cái size tiêu chuẩn rồi. Thành ra khi mình dùng cái lá đó thì cái đầu tiên, tại vì mình phân biệt chút xíu là cái xì gà đó có nghĩa là toàn là cái lá thuốc quấn lại với nhau để mà hút thì gọi là xì gà. Còn như nhất anh để ý là cigarette là những gọi là lá thuốc được quấn bằng cái sợi giấy mỏng phía ngoài. Thì cái đó là cigarette. Còn trong khi đó xì gà thì hoàn toàn bằng lá thuốc hết, lá tobacco. Nhưng mà khi họ quấn á, thì hay lắm, thì họ dùng cái lá rất là lớn và còn nguyên vẹn nha. Cái lá mà rách là không xài. Cái lá rách hoặc là bị hư hỏng gì đó, họ cắt nhỏ ra, họ làm cái ruột. Và họ quấn ở bên trong, nhưng mà cái quấn là sao, họ có thể dùng 2-3 lớp lá, họ quấn cái ruột nó rất là chắc. Và khi họ quấn như vậy đó thì cái lá bề ngoài nó nguyên vẹn thành cái điếu xì gà rất là đẹp. Và cái điều đó là điều rất là kỳ công, tại vì họ phải là quấn tay, thì họ quấn làm sao để cho cái điếu xì gà nó chắc mà hút mà nó giữ được cái vị thuốc lá và đồng thời nó giữ được cái độ cháy lâu đó. Thành ra một điếu xì gà mình hút thì cháy là lâu lắm, nhưng nó không có hết ngay. Thành thử cái đó là một trong những cái khác biệt giữa cái điếu xì gà và cái gọi là điếu thuốc lá cigarette. Nhưng mà nãy Thắng nói là người ta lấy lá của cái cây thuốc lá để mà người ta cuốn lại thành cái xì gà đó, thì cái lá đó cũng là màu nâu luôn hả? Tại vì nhanh thấy là cái thường cái xì gà nó màu nâu đúng không? Đúng vậy. Tại vì cái khi họ gặt cái lá tobacco thì cái lá nó màu xanh. Xanh rất là xanh green á. Và sau đó khi mà họ sấy bằng cái độ sấy thiên nhiên á, họ phơi hoặc là để trong nhà kho hoặc là họ phơi ngoài, họ có một cái nghệ thuật phơi làm sao để cho cái lá nó khô và nó trở thành màu nâu. Thành ra cái điếu mà xì gà chúng ta cầm chúng ta hút á thì cái màu đó là màu lá khô đó. Thì họ đã được sấy bằng cái ánh nắng của mặt trời, và khi họ làm đó thì họ quấn làm sao để cho điếu xì gà trông rất là đẹp mắt và được cắt đầu cắt đuôi làm sao trông nó cùng size và họ bỏ vào trong cái hộp. Thì dĩ nhiên cái phần trang trí, phần trang hoàng trong điếu thuốc để mà bán đó, thì dĩ nhiên trông rất là đẹp và giá trị của nó rất là đắt. Đó là cái lý do tại sao chúng ta đi qua bên Cuba, chúng ta biết được rằng đó, ngày xưa Hoa Kỳ khi mà cấm vận Cuba đó, thì điếu xì gà Cuba là một trong những món bị cấm. Tức là đó là một cái nền kinh tế lớn của Cuba. Thành ra đã bị cấm vận trong suốt một thời gian 50 năm. Nói vậy thì lúc mà anh Thắng tới Cuba đó, anh Thắng có thử hút cái điếu xì gà đó không? Đương nhiên khi chúng ta đi một cái tour du lịch đến sàn đó thì cái người mà trong cái trang trại đó, cái đầu tiên họ ngoài những cái chuyện họ giới thiệu mình đi xem những cái khu ruộng, những cái khu vườn trồng những cái lá tobacco,
Và sau đó thì ông sẽ đến và ông chỉ cho chúng ta xem những cái lá mà đã được phơi khô rồi và sắp sửa được vào trong cái gọi là chỗ sản xuất thì cái như thế nào. Và ông là người đích thân đã tạo làm cho mình xem một cái cách cuốn cái lá thuốc để tạo thành điếu xì gà. Và dĩ nhiên thì ông tặng cho mỗi người một điếu xì gà. Và tôi còn nhớ là khi mà mua đấy, nếu mà du khách thích mua thì người ta sẽ bán cho mình $1 xì một điếu thôi. Trong khi chúng ta mua bên này, nếu mua ở Âu Châu có bán, mua bên Canada họ có bán, ở nước Mỹ thì chúng ta chưa mua được. Thế tuy nhiên thì không có rẻ chút nào hết. So với thường như một gói thuốc lá ở bên California mình bán là như cũng 4-5 đồng và nguyên một gói, và còn so với lại bên một cái xì gà bên Cuba là 1 đồng một điếu. Một điếu. Nhưng mà cái đó là cái quảng cáo giới thiệu cho du khách thôi. Nhưng nếu mà chúng ta ra ngoài mua không có rẻ đâu. Là thường trung bình là khoảng bao nhiêu anh? Tôi không có rõ là cái giá ở ngoài bán bao nhiêu, tại vì thực sự tôi phải là người hút thuốc. Nhưng mà cái giá cả chắc chắn là ngoài không rẻ, tại vì khi tôi đi mua nhớ là những cái duty free ở những khu vực bên Âu Châu hoặc bên Canada họ có bán, nhưng mà dĩ nhiên tại vì lúc đó nước Mỹ của chúng ta chưa cho phép nhập vào, thành ra mình không mua thôi. Nhưng mà dĩ nhiên chắc chắn là cái giá không có rẻ chút nào. Nhưng nếu quý vị muốn thử thì chúng ta có thể đến Cuba đi thăm cái khu vực sản xuất về điếu xì gà Cuba và chúng ta có thể thử, và dĩ nhiên thì tôi có thử. Rồi cái cảm giác của anh Thắng lúc mà hút thử thì thấy như thế nào? Thực sự mình không phải là người hút thuốc, thành ra mình không có thưởng thức được cái vị của nó. Nhưng mà phải công nhận hút một điếu thuốc xì gà nó rất là hụt hơi, phải không? Thành ra nếu mà có lẽ người quý vị đã từng là quen hút thuốc, thành ra biết cách hút thuốc thì có thể cái đó là một cái cách hút một điếu xì gà có lẽ dễ dàng hơn là người chưa biết thuốc bao giờ. Trong khi những người bạn chung quanh, những người bạn Mỹ đi chung trong đoàn thì họ hút và họ rất là sảng khoái và họ khen. Có vẻ rất là enjoy ghê lắm. Điều đó là chứng tỏ là cái điếu xì gà Cuba nó có một cái vị thế riêng biệt của nó cho trong cái giới gọi là hút thuốc. Thì ngoài ra thì nhanh được biết là Cuba là có như là một đất nước rất là yên bình, tại vì chưa có cái gì phát triển hết. Thì cái cảm nhận của anh Thắng, hay là cái chỗ mà nãy là mình làm cái điếu xì gà là cái thành phố đó, thì có những cái gì nữa mà du khách có thể tới anh Thắng? Có lẽ là qua bên chỗ khác thì thế nào? Có lẽ nếu mà nói về cái sinh hoạt của bên Cuba đó, thì chúng ta sẽ có một cái chương trình khác để chúng ta nói thêm về cái sinh hoạt đó. Thế tuy nhiên khi đến cái trang trại rồi thì chúng ta để ý một điều đó là Cuba nó là một cái xứ nằm trên cái khu vực Trung Mỹ, tức là trên con đường xích đạo, gần trên con đường xích đạo, thì nó rất là nóng. Thì cái lối làm việc của họ đó cũng rất là làm sao là thoải mái. Chẳng hạn như tôi đến cái trại đó buổi trưa là những người công nhân họ chui lên cái cây tàn cây, hoặc họ leo lên cái xe cúkít đó, họ nằm họ ngủ thoải mái. Và trời nóng nhưng mà dưới những bóng cây đó cho chúng ta biết cái gió biển nó cũng tạo cho một cái không khí rất là dễ chịu hơn là trong những cái vùng nội địa, ở trong những cái lục địa xa. Thành thử đến Cuba nóng thì có nóng, nhưng mà biển, gió biển đều tạo cho cái con người một cách dễ chịu hơn so với những cái thành phố khác mà trong cái lục địa, của bất cứ lục địa nào, của năng, của Phi Châu, của Âu Châu hoặc là của Mỹ Châu chẳng hạn. Chắc là nói hôm nay là nói tới Cuba thì ngoài cái thuốc lá, ngoài cái xì gà ra thì còn có rất nhiều thứ để nói, mà nãy anh Thắng nói là nếu như nói cho một chương trình thì chắc không bao giờ đủ. Chắc chắn là như vậy, tại vì nó có những thành phố biển rất là đẹp, rất là đặc biệt ghê lắm. Tại vì mình đến nơi mình nhìn trên cái mũi biển, cái mũi đất của nó mà hai bên đều là biển cả, mình thấy nó lạ. Và sau đó phải nói những cái nghệ khác của Cuba là về mía chẳng hạn. Nhưng mà đồng thời thì đến Havana chúng ta còn có dịp đi xem những cái di tích lịch sử. Và đồng thời cái di tích lịch sử cận đại nhất đó là dưới cái chế độ cộng sản, thì cái người, cái xã hội Cuba tiến như thế nào, những cái building cũ kỹ và những cái xe mà gọi là classic car đó, có lẽ ở Mỹ chúng ta tìm rất là khó, nhưng mà ở Cuba rất là nhiều. Những cái xe mà 50-60 tuổi nó nằm ở bên Cuba nhiều vô cùng. Và những cái xe đó nếu một ngày nào mà giả thử Cuba với Hoa Kỳ có sự giao thương rồi đó, chúng ta sẽ thấy những cái xe đó sẽ được gọi là không có rẻ chút nào cả, mặc dù rất là cũ.
Vâng, cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Chắc là sẽ có một dịp khác mình sẽ nói thêm về thành phố Havana, nhanh nghe rất là thấy thích thú đó. Chắc là có nhiều điều để nói đúng không Đúng anh vậy, Thắng? đúng vậy. Dạ, cảm ơn quý khán giả đã đến với chương trình ngày hôm nay, đã lắng nghe Nhất Anh cũng như anh Thắng đã nói chuyện về đất nước Cuba. Và hẹn quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị khán thính giả.